Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình ứng viên Euro 2024 trên kênh biên luận viên Anh Quân Story. Như vậy là vòng tứ kết đã khép lại và chúng ta đã xác định được 4 cái tên tranh tài bán kết bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Hà Lan. Và bây giờ hãy cùng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý nhất của các ứng viên vô địch trong suốt 24 giờ qua. Bất chấp việc không có được màn trình diễn như ý, người hâm mộ tuyển Pháp có lẽ vẫn được an ủi phần nào với phong độ chói sáng của trung vệ William Saliba. Trong lần đầu tiên tham dự một kỳ Euro cùng đội tuyển Pháp, cầu thủ 23 tuổi đã cho thấy tầm vóc của một hậu vệ hàng đầu khi thi đấu tự tin và chững chạc, qua đó trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Deschamps đã gây dựng. Tuy nhiên, với những cổ viên khó tính, như vậy vẫn là chưa đủ và ngay lập tức người cạnh tranh trực tiếp vị trí với Saliba là Ibrahim Konate đã đứng ra bảo vệ người đồng đội của mình. Trên hàng công, những gì mà Kylian Mbappe thể hiện tại Euro 2024 là chưa thật sự thuyết phục, dù anh là người duy nhất thật sự ghi bàn cho đội tuyển Pháp, nhưng đó chỉ là quả phạt đền vào lưới Ba Lan ở vòng bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn lên tiếng bảo vệ cậu trò. Trước khi giải đấu tại Đức bắt đầu, Konate được cho là sẽ hợp tác với Dayot Upamecano ở trung tâm hàng thủ của Pháp cho Euro 2024. Tuy nhiên, huấn luyện viên Didier Deschamps đã chọn Saliba đá chính trong cả 5 trận của Pháp tại giải đấu. Le Bleu chỉ để thủng lưới một bàn cho đến nay, trong khi Saliba được ca ngợi vì màn trình diễn ấn tượng của mình ở Đức. Đặc biệt, việc bắt chết Romelu Lukaku trong chiến thắng 1-0 của Pháp trước Bỉ ở vòng 16 độ. Nhưng không phải tất cả đều ấn tượng với Saliba. Một người hâm mộ đã nêu bật sai lầm của hậu vệ Arsenal ở phút 83 trong trận tứ kết với Bồ Đào Nha và Konate mau chóng đáp trả. Anh bạn đừng như vậy nữa, Saliba quá giỏi và là người anh em của tôi. Anh ấy xứng đáng với tất cả những điều này. Vì vậy chúng ta hãy cùng hài lòng, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Tôi chưa đạt 100% phong độ, giờ chúng tôi phải chiến thắng để vào chung kết. Pháp hiện đang chuẩn bị cho trận bán kết Euro 2024 với Tây Ban Nha. Đội bóng của Deschamps sẽ đấu với đội thắng trong trận bán kết thứ hai giữa Anh và Hà Lan nếu vượt qua La Roja. Theo huấn luyện viên Didier Deschamps, ngay cả khi không thể đạt thể trạng tốt nhất, việc tiền đạo Kylian Mbappe ra sân vẫn khiến các đối thủ phải đau đầu với nhiệm vụ phòng ngự. Thuyền trưởng đội tuyển Pháp cho hay, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể với các nhân viên y tế để Mbappe có thể thi đấu. Trong quá trình chuẩn bị, Mbappe cũng gặp vấn đề nhỏ ở lưng, nhưng cậu ấy vẫn ở đây. Đang có nhiều ý kiến cho rằng Deschamps nên để Mbappe dự bị nếu anh không thể đạt thể trạng tốt nhất và trao cơ hội cho những cái tên sung sức để giúp hàng công Pháp thi đấu tốt hơn. Nhưng Deschamps phủ nhận quan điểm này. Ngay cả khi Mbappe không đạt thể trạng tốt nhất, việc biết cậu ấy ra sân vẫn buộc đối thủ phải suy nghĩ và tìm cách thích nghi, huấn luyện viên 55 tuổi nhấn mạnh. Cũng trong buổi họp báo hôm qua, Randal Kolo Muani và Joseph Fofana bảo vệ Mbappe. Họ lấy việc đội trưởng từng tỏa sáng ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp để làm bằng chứng về vai trò quan trọng của Mbappe. Fofana nói, Mbappe ghi 3 bàn ở chung kết World Cup. Tôi không biết ai khác đạt được thành tích này. Dù là Mbappe hay đội phó Antoine Griezmann, họ đã làm những điều mà hầu hết cầu thủ trong phòng thay đồ chưa làm được. Khi họ nói, chúng tôi lắng nghe. Mbappe có tài dẫn dắt một tập thể, Mbappe có nhiều kinh nghiệm và được sinh ra để kéo toàn đội tiến lên, Kolo Muani cho biết. Phút đầu tiên của hiệp phụ thứ hai, trận tứ kết đầu tiên giữa Đức và Tây Ban Nha, Musiala tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng chạm tay Kukurea. Dù vậy, trọng tài Anthony Taylor không cho đội tuyển Đức hưởng penalty, thậm chí ông còn không xem lại VAR bất chấp sự phản đối kịch liệt của cầu thủ chủ nhà. Và mới đây, chính cầu thủ để bóng chạm tay là Kukurea cũng đã thừa nhận rằng bản thân anh cảm thấy nhẹ nhõm sau pha bóng đó. Như đã biết, Pedri đã chính thức nói lời chia tay với Euro 2024 sau pha va chạm với Toni Kroos. Cựu tiền vệ người Đức sau đó cũng đã lên tiếng xin lỗi vì khiến Pedri bị đau. Và cũng ngay lập tức, tiền vệ thuộc biên chế Barca cũng đã có phản hồi dành cho người đàn anh. Theo Marca, hậu vệ trái của Tây Ban Nha thừa nhận cảm thấy nhẹ nhõm khi trọng tài Anthony Taylor từ chối thổi phạt đền dù bóng đã chạm tay anh. Ở trận tứ kết giữa đội tuyển Đức và Tây Ban Nha, dù thầy trò Luis de la Fuente đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, một vài quyết định của trọng tài Anthony Taylor và tổ VAR khiến nhiều cổ động viên Diamond Trap cảm thấy tức giận và vô cùng khó hiểu. Ngay đầu hiệp phụ thứ hai, Ramon Musiala với cú dứt điểm hiểm hóc đã đưa bóng đập trúng tay hậu vệ Marco Correa trong vòng cấm địa Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đội tuyển Đức lại không được hưởng phạt đền, khiến tình tiết trận đấu rẽ theo một hướng khác. Chia sẻ với Marca mới đây, hậu vệ thuộc biên chế Chelsea cũng thừa nhận bóng đã chạm tay mình và cảm thấy may mắn vì trọng tài không thổi phạt đền. Anh nói, quả bóng đập vào tay tôi, nhưng trọng tài ngay lập tức nói không, không, không. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu các chuyên gia trọng tài nói rằng đó không phải là một pha bóng chạm tay, thì đó không phải là một pha bóng chạm tay. Tây Ban Nha chính thức có mặt ở bán kết Euro 2024 sau chiến thắng 2-1 trước Đức. Bên cạnh tấm vé đi tiếp, La Roja nhận tổn thất lớn về nhân sự khi Pedri rời sân bởi chấn thương nặng. Tình huống va chạm mạnh với Toni Kroos khiến Sao Mai 21 tuổi nằm sân đau đớn.
Mới đây, Pedri xác nhận sẽ ngồi ngoài giai đoạn còn lại của Euro 2024. Tiền vệ sinh năm 2002 tiếp tục đồng hành, cổ vũ Tây Ban Nha trận bán kết với Pháp. Nhà báo Fabrizio Romano dẫn lại chia sẻ của Pedri: "Tôi sẽ ở lại đây cho đến giây phút cuối cùng. Giấc mơ của tôi vẫn tiếp tục, thời điểm khó khăn nhất đã trôi qua. Tôi sẽ sớm phục hồi, trở lại với trạng thái mạnh mẽ trong màu áo Barcelona. Giờ đây chúng tôi sẵn sàng chiến đấu cho giấc mơ của mình cùng tuyển Tây Ban Nha. Chúng tôi là một gia đình. Tôi cũng muốn cảm ơn lời động viên của Toni Kroos. Đây là thế giới bóng đá và chấn thương là vấn đề thường gặp. Sự nghiệp và kỷ lục của Kroos sẽ tồn tại mãi mãi." Dù đã đoạt vé vào bán kết Euro 2024, đội tuyển Anh tiếp tục trải qua trận đấu gây thất vọng về mặt chuyên môn. Trước đội tuyển Thụy Sĩ bị đánh giá thấp hơn, Tam sư phải chật vật gỡ hòa trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu cần não. Theo cầu thủ và ban huấn luyện, loạt thắng penalty hoàn hảo của đội tuyển Anh không phải là điều ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, Luke Shaw đã có những phút đầu tiên ở Euro 2024, anh vào sân thay người trong trận tứ kết với Thụy Sĩ. Anh đã chơi tốt kể từ khi vào sân ở phút 78. Và sau khi chứng kiến màn thể hiện của cầu thủ thủ biên chế Manchester United, các huyền thoại của nước Anh đã lập tức dành cho Shaw những lời có cánh. Thành tích đá chuẩn xác 5 quả luân lưu ở loạt đấu súng giúp anh đánh bại Thụy Sĩ. Phát biểu sau chiến thắng kịch tính ở tứ kết, Jude Bellingham chỉ ra ảnh hưởng của Jimmy Floyd Hasselbaink. Cựu ngôi sao của Chelsea và Leeds, Hasselbaink, 52 tuổi, gia nhập đội ngũ của Gareth Southgate với tư cách là trợ lý huấn luyện viên vào tháng 3 năm ngoái. Bellingham chia sẻ với Fireline: "Tôi thực sự tự tin vào sự chuẩn bị của mình và những điều tôi đã trao đổi với Jimmy Floyd Hasselbaink. Ông ấy giúp đỡ toàn đội rất nhiều, đó là công việc của Hasselbaink sau hậu trường để giúp toàn đội thu thập thông tin và giúp chúng tôi thắng trận." Southgate không chỉ tác động vào người đá mà còn nhấn mạnh vai trò của thủ môn dự bị Aaron Ramsdale và Dean Henderson, cũng như huấn luyện viên thủ môn Tim Heaton. Họ đã giúp đội chuẩn bị cho tình huống áp lực của loạt sút luân lưu. Bellingham đồng tình với những bình luận đó khi nói rằng: "Đây là nỗ lực chung của cả đội, Dean Henderson, Aaron Ramsdale và Tom Heaton. Những người đã ở cùng chúng tôi trong trại tập trung này đã giúp tập thể rất nhiều ở việc thực hành các quả phạt đền. Họ sẽ không nhận được sự công nhận xứng đáng. Nhưng về cơ bản, nếu họ không nỗ lực đúng mức, chúng tôi không thể luyện tập đúng cách." Với Jordan Pickford, anh chia sẻ sự lém lỉnh của mình từ khoảnh khắc đấu trí: "Đầu tiên, trọng tài không cho tôi thực hiện quy trình thường lệ, nên tôi phải thích nghi. Tôi muốn trao bóng cho đồng đội để họ bình tĩnh và tập trung hơn. Tôi chỉ có thể làm được điều đó lần đầu tiên và may mắn là tôi cản phá thành công ngay lượt đầu." Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney và Trent Alexander-Arnold đều thành công sau loạt luân lưu căng thẳng cho Thụy Sĩ sau khi 120 phút kết thúc với tỷ số 1 đều. Sự chú ý gần như ngay lập tức chuyển hướng sang trận bán kết khi anh sẽ đối đầu với Hà Lan và Lampard muốn Shaw đá chính sau khi anh có những phút ra sân đầu tiên ở Euro 2024 gặp Thụy Sĩ. Hậu vệ của Manchester United giúp tuyển Anh trở nên cân bằng và kiểm soát lối chơi tốt hơn ở bên cánh trái khi được tung vào sân ở phút thứ 78. Lampard chia sẻ trên BBC: "Tôi nghĩ nếu Shaw khỏe mạnh thì cậu ấy sẽ đá chính. Shaw mang lại cho tuyển Anh sự cân bằng. Cậu ấy trông khá ổn khi vào sân. Nếu cậu ấy khỏe mạnh, tôi sẽ sử dụng cậu ấy." Cựu trung vệ Rio Ferdinand nói thêm: "Luke Shaw đã mang lại cho chúng tôi sự cân bằng cần thiết. Việc Shaw đá chính trận tới sẽ là một quyết định quan trọng. Hãy nhìn vào mắt cậu ấy và hỏi, nếu Shaw cho bạn câu trả lời là, thì đó sẽ là cú hích lớn." Dù đã có những giai đoạn khá lừng lẫy ở World Cup 2010-2014, thậm chí được đánh giá rất cao ở Euro 2008, nhưng thành tích của Hà Lan ở giải vô địch châu Âu nhiều năm qua là rất kém cỏi. Việc họ lọt vào bán kết năm nay là một thành công lớn, bởi lần gần nhất điều này xảy ra là vào năm 2004. Khi đó Bồ Đào Nha quá mạnh ở bán kết và đã thắng với tỷ số 2-1. 20 năm sau, đội tuyển Hà Lan sẽ tranh vé chung kết với đội tuyển Anh. Nhưng ngay thời điểm này, huấn luyện viên Ronald Koeman đã chỉ ra đối thủ mà Hà Lan muốn gặp ở chung kết. Thành công của Hà Lan ở giải đấu năm nay ghi nhận công lao rất lớn của tiền đạo Cody Gakpo. Chân sút thuộc biên chế Liverpool luôn lên tiếng đúng vào thời điểm đội bóng cần anh nhất và trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, niềm vui với cá nhân Gakpo có lẽ sẽ giảm đi một chút với quyết định mới nhất của UEFA. Hà Lan sẽ giành quyền tiến vào bán kết nhờ chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ họ sẽ đối đầu với Anh để giành một suất đá trận chung kết vào giữa tháng. Coman cho biết nếu đội bóng của ông tiến vào trận chung kết, ông muốn gặp Tây Ban Nha. Thuyền trưởng đội tuyển Hà Lan nói với các phóng viên: "Chúng tôi đang tiến vào bán kết giải vô địch châu Âu. Không ai mong đợi điều đó. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ chơi thêm 2 trận nữa. Nếu chúng tôi chơi ở trận chung kết, ưu tiên của tôi là Tây Ban Nha vì chúng tôi đã có Pháp ở cùng bảng. Nhưng trước tiên chúng tôi phải chuẩn bị một cách tốt nhất để chơi một trận bán kết hay." Tuy nhiên, đội tuyển Anh sẽ là đối thủ không hề dễ dàng của Hà Lan. Tam sư đã tiến sâu bằng lối đá thực dụng kèm chút may mắn, những yếu tố rất cần thiết đối với nhà vô địch. Đội bóng của Ronald Koeman đã lội ngược dòng để giành suất vào bán kết Euro 2024 nhờ công đến từ Steven De Bruyne và bàn phản lưới nhà thuộc về Matt Mundur.
Cody Gakpo đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng. Bộ đôi cầu thủ ở Liverpool Virgil van Dijk và Gakpo giờ đây sẽ hướng sự chú ý đến trận bán kết gặp Anh vào thứ tư, nơi họ sẽ đối đầu với các đồng đội câu lạc bộ là Trent Alexander-Arnold hay là Joe Gomez. Gakpo thể hiện phong độ tốt trong suốt giải đấu, ghi được 3 bàn thắng, nhưng anh đã không thể có pha lập công thứ tư để dẫn đầu cuộc đua vụ phá lưới. Cựu đội trưởng PSV Eindhoven tranh chấp với môn đùa và khiến bóng đi chệch hướng khi cú phá bóng sau cùng đi vào lưới bởi pha ập vào của Gakpo. Nói về tình huống này, UEFA ra thông báo cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ phản lưới nhà. Hà Lan đã lội ngược dòng, Dumfries tung một quả bóng thấp qua khu vực đến cột xa. Gakpo và Mertmundur đều muốn thực hiện cú chạm bóng với người tiếp xúc cuối cùng là hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đồng nghĩa Gakpo chưa có bàn thứ tư tại Euro 2024. Những thông tin về tuyển Hà Lan vừa rồi cũng là nội dung cuối cùng của chương trình ứng viên Euro ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình tiếp theo trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân.